Những chiến mã của thời gian này là một món quà từ vị thai thần vĩ đại Cronus, một sự nỗ lực không thành để lấy lòng những chị em nhà phết và để thay đổi số phận mà những nhà tiên tri đã tiên đoán trước đó. Bạn cần phải có chìa khóa ngựa. Bóng ma của Sở Pa Tan. Vậy những cái gì họ nói là sự thật sao? Theseus, có những thằng ngu đã cố gắng và cố gắng, và ngươi là người cuối cùng mà ta mong chờ tìm kiếm, một khán giả đáng chú ý với chị em nhà phết. Còn ngươi thì chính là người cuối cùng tao mong chờ được tìm thấy, kẻ tôi mọi phục vụ cho chị em phết. Tao phục vụ và bảo vệ chị em nhà phết vì vinh quang của Zeus. Thời của Zeus sắp đến hồi kết rồi. Hừm, ngươi tìm kiếm chị em họ để giết Zeus sao? Ngươi giờ làm gì còn có sức mạnh của thần nữa hả cờ ra tốt? Tao nghi ngờ cả việc mày có thể giết tao. Hãy để cho vua của đỉnh Olympus yên thân đi. Hãy để tao qua và tao sẽ để mày sống, thằng già. Tao nghĩ là mày làm gì có lựa chọn cho mình để được chọn lọc đâu. Tới đây, để chúng ta biết được cuối cùng ai là chiến binh vĩ đại nhất của toàn bộ Hy Lạp này nào. Thank you.
Kronos đã trao đổi cổ xe ngựa thời gian cho chị em nhà Phết trong một nỗ lực vô ích để thay đổi số phận của chính ông ta. Định mệnh của chúng ta đã mang ta lại với nhau, chiến binh à. Trước khi ta bị hạ gục trong trận chiến vĩ đại với những vị thần, ta đã giấu một chút phép thuật cuối cùng của mình đi. Vì điều tốt đẹp dành cho những thai thần, ta, Kronos, trao những gì còn lại tốt nhất cho anh. Dùng nó có ích vào nhé.
Phải trở lại hòn đảo đó cờ ra tốt. Hành trình tới chị em Phết chỉ mới bắt đầu thôi.
Cái cổ vật anh đang giữ, nó là bùa hộ mệnh của chị em nhà phết. Nó sẽ cho phép anh di chuyển nhanh lẹ cùng thời gian, trong lúc tất cả mọi thứ xung quanh anh đều bị chậm lại. Huh.
nghe ta đây vị thần sa ngã. Không một cái gì có thể thách thức chị em phết thi hành án. Đó là cách mọi chuyện phải thế. Chỉ có cái chết đang đợi ngươi ở phía cuối hành trình của mình mà thôi. Cái chết của tôi chính là sự bắt đầu cho chuyến hành trình này. Các phết không thể được coi là chiến thắng cho ngươi được. Linh hồn của ngươi sẽ không bao giờ tìm kiếm được sự yên bình về những thứ ngươi đã trở thành. Tôi chính là những thứ mà các vị thần đã biến tôi trở thành. Ngươi không được phép chiếm lấy số phận của mình cờ ra tốt. Ngươi không thay đổi được định mệnh của mình đâu con người. Ngươi sẽ chết ở đây cờ ra tới. Ngươi không thay đổi được định mệnh của mình đâu con người. Chúng ta không cho phép ngươi được vào điện thờ bí mật đâu cờ ra tốt. Ngươi không thay đổi được định mệnh của mình đâu con người. Ngươi sẽ chết ở đây cờ ra tốt. Chúng ta không cho phép ngươi thay đổi số phận của mình cờ ra tốt. Ngươi không thay đổi được định mệnh của mình đâu con người.
Ẩn sâu bên trong ngọn lửa của sự giả dối của chị em nhà Phết, họ đang kiểm soát mọi thứ về số phận. Lấy được quyền kiểm soát mọi thứ và anh sẽ có thể quay về khoảng thời gian khi mà giúp phản bội lại anh. Come on.
Thánh thần ơi, là sự thật. Ta đã tìm thấy được con đường của mình rồi, kẻ giám hộ của Hades, và tìm được một đường thoát khỏi ngọn lửa của sự tra tấn và thay đổi số phận của chính ta. Và bởi sự nỗ lực của ta, các chị em đã chiếu cố lên ta, truyền đi một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong sự báo thù của ta, cờ ra tốt. Kẻ phục vụ cho Ares, ngươi có còn nhớ cái ngày đó không sợ pha tan? Tao chưa bao giờ quên đi cái ngày hôm đấy. Lần này, bóng ma của sợ pha tan, tao sẽ là người lấy cái đầu của mày. Không, không phải lại là anh nữa sao?
những phần da còn lại trên khuôn mặt hắn vẫn mang lại cho tôi một ký ức kinh khủng từ quá khứ.